Mày trái hoa nè mày. Wow. Mày ăn nha. Mời cả nhà. Xin chào cả nhà đã đến với kênh YouTube Hòa Phút nha. Lại là hai mẹ con nữa đây. Bánh mì thì lúc nào cũng mắc cỡ cả nhà ơi. Hôm nay thì bé Kim với bánh mì sẽ ăn cơm với lại thịt kho trứng và rau sống và không có củ kiệu hay là dưa chua nhưng mà có kim chi cả nhà ơi. Với lại ở đây thì có canh khổ qua đó cả nhà. Canh khổ qua nhồi thịt cá lát. Rồi, bây giờ hai mẹ con mời cái nhà ăn với hai mẹ con nha. Bánh mì xin chào chưa? Bánh mì là rất là thích ăn thịt kho vịt luôn cả nhà. Mẹ chan cho con miếng nước thịt nha. Hồi lúc mà bánh mì được 18 tháng đó cả nhà là bánh mì ăn được canh khổ qua luôn mà giờ không chịu ăn cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà ăn với hai mẹ con nha. Cái gì bà, hôm nay thì Mập đi quay ở ngoài đường cho nên là hai mẹ con ở nhà quay chơi. Tại vì nói chung là mình thấy cả nhà thích bánh mì á nên mình cảm thấy rất là vui nên mình muốn quay chung với bánh mì nhiều lắm á. Rồi uống ít ô lắm thôi tại vì cái này ngọt lắm. Bây giờ mời cả nhà ăn với hai mẹ con nha. Mình sẽ ăn canh khô qua trước. Ồ, mày trái khô qua nè mày. Mày ăn nha. Mời cả nhà. Ở trong á cái nhân á thì mẹ trộn với lại rất là nhiều mỡ heo á cả nhà, kiểu như mỡ heo nhiều hơn thịt đó cho nên nó rất là béo. Con ơi, còn qua đây là thịt kho hộp vịt. Kim chi.
Hồi nãy bánh mì thấy đèn cả nhà là biết chuẩn bị quay clip rồi, cho nên nó là thả lên ngồi trước không chịu xuống luôn cả nhà, quá dữ. Cái xong mà khi mà quay là xong rồi đó, cái mình hay cho bánh mì coi lại sái lắm cả nhà ơi. Cái hỏi này ai ai ơi mà Trang cho con miếng nước. Bánh mì đó, giống anh Mập đó nha, phải ăn thịt hộp vịt lắm. Không sao, lấy họ mày lụm cho. Phải ăn trứng cút, trứng vịt, trứng gà. Rồi, mời bánh mì ăn. Ngon quá. Ngon ha. Bánh mì cũng mới hấp ở cả nhà. Không, nhưng mà bánh mì ăn hơi gớt hết á bánh mì. Bánh mì xa quá không mày.
hôm nay con cái rượu ăn hơi gớt nhưng cái rượu Gà sống sẽ có gà muống, gà quế và xà lách đó cả nhà. Mày biết đổ rồi tiếp thì lụm cho. Con ăn đi. Ngon quá cả nhà. Rồi uống nước nè. Nước của con ở đây nè. Dở quá, ăn gần hết rồi. Không biết gì luôn cả nhà. Mà cho vui. Nhiều khi á mấy kim tưởng là bánh mì 4-5 tuổi không á nha, nó có những cái mà nó hay ghê ta, nó thông minh. Gì ăn mở ra cho mẹ. Rồi, ăn này không? Giờ mẹ khôi sữa chua cho con ăn nha. Thôi đừng có ngậm cái muỗng. Mới thức dậy á cả nhà, giống như là nó cũng không có tha thiết đau bụng lắm đúng không?
Rồi mời mày ăn nha. Món ăn yêu thích của nó cả nhà, dán sữa với là sữa chua. Con để đầy đổ á. Hôm nay ăn cơm thấy ngon lên đúng không cả nhà. Mấy cái chi nè mày, cay không? Con cay con làm sao? Cay vậy không? Quá xuất sắc. Ê! Trời ơi! Ăn không? Mày hết. Ủa mày? Ở nhà bác Kim hay gọi bánh mì là thúi. Nè, uống nước đi. Đó. Làm. Sự thật là vậy cả nhà. Con nít nó chỉ tập trung được 3 phút rồi. Còn nó ngồi yên một chỗ chừng 20 phút nửa tiếng rồi. Nè, cho miếng nữa nè.
sao, nhìn là biết ho sạo liền luôn á. Cả nhà ơi, thì bánh bít kim với lại bánh mì, em bé bánh mì đã ăn xong rồi, thì hai đứa xin kết thúc clip tại đây. Bít kim nó thiệt là rất là cảm ơn cả nhà vì đọc được rất là nhiều bình luận, cả nhà rất là thương bánh mì á, cho nên là bít kim bút bánh mì quay suốt luôn. Bánh mì có thích quay clip không? Thích thì gật đầu đi, gật đầu á. Là hai mẹ con á hả, xin kết thúc clip tại đây nha, hẹn gặp cả nhà vào 6 hoặc 7 giờ tối ngày mai. Kìa, bye 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 kìa, xong rồi.